quý vị, cổ nhân có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngụ ý là người đời sống đến 70 tuổi là quá hiếm, hoặc sống đến tuổi này thì sức khỏe hay thần trí cũng đã giảm sút nhiều. Thế nhưng có một cụ ông sống tại Sóc Trăng, dù đã ở tuổi 97 nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, trí nhớ minh mẫn, đi lại không cần đến gậy, thậm chí là làm những việc phi thường. Đặc biệt hơn nữa, theo chia sẻ của khán giả Lê Hồng Liên có số điện thoại 08413 số cuối 637, thì với một đời làm từ thiện, hơn 50 năm chinh phục những con đường xa nhất để đến với những người cần giúp đỡ bằng một trái tim nhân hậu, của ông Trần Cang, ngụ tỉnh Sóc Trăng hiện nay vẫn là cầu nối cho những người có tấm lòng hảo tâm, muốn giúp đời và miệt mài tìm đến những con người cùng khổ. Tìm đến ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, hỏi về ông Trần Cang hay còn gọi là cụ Cang thì có lẽ không ai là không biết, vì ông lão này được mệnh danh là đại thiện nhân có tiếng ở vùng đất Vũng Thơm này. Xuất thân vốn là người dân tộc Hoa, thuở Hàn Vi, ông Cang cũng phải trải qua nhiều công việc mưu sinh, kiếm sống, từ làm thuê bốc vác đến mở cửa hiệu buôn bán như bao người. Ngay từ tuổi còn trẻ, số tiền kiếm được ông chia làm hai phần, một phần để lo cho gia đình, một phần trích ra chia cho những người kém may mắn. Bây giờ tôi nguyện với trời đất đó, từ ngày mà tôi biết làm chuyện thiện tới giờ đó, một năm tôi gửi về 500-700 triệu không à, nhưng có năm đó là cả tỷ đó. Nếu tôi làm tốt thì cũng tôi xin ơn trên ban cho cái sức khỏe thôi, mình tiếp tục làm. Dáng người cao to, gương mặt phúc hậu và bản tính hiền lành. Thời gian khiến cho cụ ông có tấm lòng bao la này ngày một già đi, thế nhưng ngọn lửa thiện tâm của cụ chưa bao giờ tắt. Ở một con hẻm nhỏ hay cung đường nào đó ở Sóc Trăng, người ta lại thấy một bóng hình quen thuộc. Ông cụ cùng chiếc xe cúp sờn cũ, rong ruổi tìm đến nhà của những phận người bấp bênh để trao quà tặng. Món quà đôi khi cũng chẳng đáng bao nhiêu, chừng chục cân gạo, phong thư, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ ấm lòng. Khó ai có thể tưởng tượng, một đời người cha như cụ Cang có hơn chục đứa con, nhưng vẫn gói ghém lo cho gia đình và cả nghìn người nghèo khổ đang chờ đợi. Nó nấu trời là ở đây cũng, mà thiếu chút hụt sao gì cũng nhờ cụ với gạo khóc rồi nè. Lật tìm cuốn sổ, ông cụ ở cái tuổi xế chiều cẩn trọng xem lại tỉ mỉ số tiền đã vận động và quyên góp cho bà con nghèo. Ngoài tiền của con cháu trong gia đình hỗ trợ, Mạnh Thường Quân, tiền của cụ và còn là kiều bào nước ngoài, trung bình mỗi năm ông vận động được hơn 500 triệu đồng, thậm chí có năm lên đến hơn 1 tỷ đồng. Những con số về các khoản thu, chi và tiêu cho từ thiện đều được ông Cang thống kê rõ ràng. Đây là điều mà hiếm ai ở tuổi như cụ có thể làm được. Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt mộng mơ, nhưng ông Thái Hùng Lâm ở 21B Xuân An lại có duyên với đồ cổ Chăm từ khi 22 tuổi. Chính vì yêu thích nên đến nay dù đã bước sang tuổi 60, ông vẫn đeo đuổi nghề này. Đầu xuân, mời quý vị cùng ghé thăm không gian trưng bày hàng ngàn món đồ cổ quý giá của những người Chăm do chính ông cất công tìm kiếm, đem về lưu giữ qua đoạn clip do khán giả Lưu Thu Thủy có số điện thoại 0915 3 số cuối 967 cung cấp tới chương trình. Không gian rộng chừng 30m2 của căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đường Xuân An, thành phố Đà Lạt chính là nơi lưu giữ trên 1.000 món cổ vật gồm chum, chóe, gốm gò xanh Chăm, được ông Thái Hùng Lâm tìm kiếm, sưu tầm và đem về cất giữ. Có thể điểm qua một vài món cổ vật được ông Lâm ấn tượng về niên đại và quá trình tìm kiếm, như chiếc chóe gò sành dùng để đựng xương cốt của người chết, chỉ dùng để thờ cúng từ thập kỷ 14-15 khi vừa được ông đem về từ tỉnh Gia Lai cách đây không lâu. Khi ngắm nhìn, từng đường nét hoa văn trên chiếc chóe vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là chiếc chóe vẫn còn nguyên, không hề bị sứt mẻ. Hay như chiếc chóe hình con rồng nằm ngửa, được người Chăm dùng để cầu mưa thuận gió hòa, lúa mùa tươi tốt, được tìm lại trên con tàu bị đắm Pandaman và được UNESCO Việt Nam ghi nhận là chiếc chóe độc nhất đến thời điểm này. Trong tổng số những món đồ vật quý giá này, có khoảng 100 cổ vật có kích thước cao 1 mét, đường kính hơn 60cm, rất có giá trị về mặt thời gian và niên đại. Hiện nay 300 cổ vật đã được ông Lâm
cho Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Chăm mượn trưng bày và 100 món cổ vật khác được trưng bày tại tư gia của một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái quan trọng thu hút tôi giữ lại cái dòng gốm này không phải là những kho văn trên đó, nhưng mà nó có một cái gì đó mà tôi không nói được về vấn đề tâm linh. Có đôi khi nó mộc mạc, nó đơn giản, nó mộc mạc thôi, nó không cầu kỳ, nhưng mà nó lại làm cho mình thích. Như cái trái này nè, khi tôi lấy của một người bạn của tôi tên Bích ở Bảo Lộc, người ta đã cho tôi biết cái trái này là đã cách đây là trước 6 tháng nhưng không đem về được. Nhưng vì thích quá, tôi phải mượn tiền của một đứa con dâu. Có những món đồ tôi phải đi 4 tỉnh để tôi mới đem nó về được. Tại vì khi tôi tới, người ta báo là có một cái món đồ lúc đó đang nằm ở Phan Thiết. Nhưng khi tôi tới Phan Thiết thì món đồ lại được đưa đi về Phan Rang. Thì tôi hỏi cái địa chỉ từ Phan Rang, tôi tới Phan Rang thì món đồ lại đưa ra Tuy Hòa. Rồi tôi tới Tuy Hòa lại nó lại đưa về Bình Định, tôi phải đi ra tới Bình Định tôi đem về. Có nghĩa rằng là để lấy một món đồ tôi phải đi tới 4 tỉnh. Càng khó khăn chừng nào mình đem nó về được là mình lại thích lắm. Ông Lâm trước đây là chủ tịch câu lạc bộ UNESCO sưu tầm cổ vật tỉnh Lâm Đồng. Ông là người duy nhất của tỉnh được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu sưu tập cổ vật giai đoạn 1993 đến 2013. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, ông ngồi ngắm lại những cổ vật mình đã tìm về. Thậm chí ông đã từng lên gặp một số các già làng người Chăm để tìm hiểu về báu vật dùng chỉ để tế lễ, thờ cúng, rồi xin được đưa những món đồ hiếm đem về. Suốt 35 năm qua là khoảng thời gian để từng món cổ vật tăng lên và căn nhà vốn đã nhỏ mà số lượng cổ vật quá lớn, nên ông phải tận dụng mọi chỗ trang trọng để xếp cổ vật. Có điều kiện và có dịp để đưa những cái đồ của mình á đi ra ngoài công chúng. Và để cho tất cả mọi người đều biết chứ mình không chơi cho một bản thân mình. Anh em chơi cổ vật ở tỉnh Lâm Đồng cũng như ở Đà Lạt cực kỳ nhiều và cực kỳ tâm huyết, mà tất cả mọi người chơi này thì người ta chơi một cách rất là cô đơn, thì anh muốn rằng là địa phương tạo một cái sân chơi và tạo điều kiện cho tụi anh sum họp lại với nhau và đưa những cái món đồ người ta đưa ra trưng bày thì người ta cảm thấy người ta thích thú, và những cái khó nhọc của người ta thì người ta cảm thấy người ta được đền đáp về tinh thần. Mỗi người có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, thế nhưng câu chuyện đời của những người khuyết tật luôn nghiệt ngã và đầy thử thách hơn cả. Có những việc người lành lặn chưa chắc đã hoàn thành, thế nhưng với những người bất hạnh như chàng thanh niên trong chia sẻ được khán giả Đinh Văn Lương có số điện thoại 0978 3 số cuối 994 nhắc đến sau đây, thì thử thách cũng chính là động lực giúp anh thành công. Không có chân thì dùng đôi tay. Cơn sốt bại liệt từ thuở nhỏ của anh Đỗ Dũng Sĩ, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, chưa bao giờ đánh gục hành trình viết lên điều kỳ diệu của cuộc sống của chàng thanh niên này. Có thể nói anh Đỗ Dũng Sĩ, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là một câu chuyện điển hình về lòng tin cuộc sống, đã không buông xuôi bỏ mặc cho số phận khi mà từ nhỏ anh đã có cơ thể không lành lặn. Đôi khi đó không phải là dấu chấm hết. Bởi với anh Sĩ, cuộc sống chỉ mới bắt đầu và mình không có quyền gục ngã. Anh đã vươn lên bằng chính khả năng của mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bản thân phải luôn luôn tự tin, luôn luôn cố gắng để cho cuộc sống nó hòa đồng với mình, hiểu rằng là không ai bỏ mình cả. Gia đình cũng vậy, xã hội cũng vậy, luôn luôn là giúp đỡ mình mỗi khi mình cần. Nghiệt ngã xảy đến khi chỉ mới 6 tháng tuổi sau một trận sốt. Do cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, chạy chữa không kịp thời, nên căn bệnh làm anh Sĩ bị liệt hai chân, không đi lại được. Từ đó, thử thách đầu đời dành cho anh là tự di chuyển. Hầu hết chuyện đi lại, sinh hoạt trong nhà, anh đều phải dùng bằng đôi tay và đi xa bằng chiếc xe máy tự chế. Nhưng nhờ sự quan tâm chăm sóc của cha, mẹ và bạn bè xung quanh, anh Sĩ có thêm động lực để vượt qua mọi mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống. Chính từ trái tim biết dung cảm, biết ơn lòng quan tâm của tất cả mọi người, anh Sĩ chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn ăn học đến nơi đến chốn và có được cái nghề sửa chữa điện tử để tự lập. Vì sự gia đình thấy con mình vậy,
sống ở xã hội như vậy. Cho nên động viên con mình ráng cố gắng học. Mình bị tật nguyền rồi thì có cái nghề nghiệp trong tay để làm ăn sau này. Sau khi học thành thạo nghề sửa chữa điện tử, anh Sĩ mở tiệm tại nhà để làm và được nhiều cô bác, anh chị ở địa phương ủng hộ. Sau nhiều năm trải nghiệm với nghề, điều làm anh Sĩ vui nhất là đã chọn được công việc yêu thích và thỏa niềm đam mê sáng tạo của bản thân. Nhiều người cũng đã quen với hình ảnh một anh thợ lành nghề dùng đôi tay khéo léo, giờ cứ thế loay hoay miệt mài với từng chi tiết một của các thiết bị hỏng hóc. Đôi khi các khách hàng của anh cũng quên hẳn đi việc anh chủ tiệm bị khuyết tật ở đôi chân. Nhưng mà đó lại là một công việc em yêu thích, tại nó mang cho em sự sáng tạo nhiều hơn. Thì lúc nào mình cũng phải tiếp thu mọi thứ công nghệ. Tuổi thơ lớn lên với thử thách đầu đời, đến khi có thể nuôi sống bản thân thì khó khăn của công việc cũng ập tới. Hiện nay công việc sửa chữa điện tử của anh Sĩ không nhiều như trước nên thu nhập cũng bấp bênh. Thế nhưng người thanh niên này vẫn vui vẻ sống, hoàn thành công việc mỗi ngày bằng trách nhiệm sống lương thiện, có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm của phương Đông, chuột là con vật đầu tiên đến thiên đình. Do đó, năm Tý biểu trưng cho khởi đầu tốt lành, quyết định năng lượng tích cực sẽ đến trong chu kỳ 12 con giáp. Đây là năm tốt cho hầu hết các con giáp vì năm 2020 là năm an khang thịnh vượng và nhiều may mắn. Tuy nhiên với thiên tai thời tiết thì đây sẽ là một năm nhiều thách thức. Phóng viên của VTC đã có cuộc trao đổi với chuyên gia phong thủy Song Hà để thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng ạ, xin chào chuyên gia. Cảm ơn chuyên gia đã đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ về vận khí phong thủy tổng quan của năm 2020 được không ạ? Năm 2020 là năm mở ra một cái vận khí mới, là năm mở màn cho cả một cái thập kỷ mới mà chúng ta rất là đón chờ. Và với năm 2020 này, nhìn chung tình hình kinh tế trên toàn thế giới là có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2019. Như chúng ta biết là canh là dương kim, tý là dương thủy, là thiên can sinh dưỡng địa chi, có nghĩa là mang tính hình tướng là trời dưỡng người. Chính vì vậy cho nên tất cả những cái doanh nghiệp cũng như là các cái công ty, các cái cơ quan mà start up khởi đầu hoặc cũng như là đang trong những cái vận trình mới thì nếu biết đầu tư và biết chớp cơ hội thì năm 2020 này thật sự là một cái năm để cho chúng ta có nhiều những khởi sắc. Đặc biệt về phương diện kinh tế thì năm 2020 là năm của tài chính ngân hàng. Qua góc nhìn phong thủy thì năm Canh Tý sẽ được dự báo như thế nào về tình hình thiên tai cũng như là cháy nổ thưa chuyên gia? Năm 2020 là năm mà nó có cái khí hậu thuộc về thấp thổ nhưng mà lại bức nhiệt. Chính vì vậy cho nên là giai đoạn tháng 1, tháng 2 âm lịch đầu năm chúng ta sẽ thấy rằng là khí hậu khá là hàn lạnh, cho nên cái việc mà phòng chống để lo lắng cho các cái trâu bò ở các cái miền núi phía Bắc là rất là quan trọng, nếu không thì sẽ chết nhiều gia súc trâu bò. Còn tiếp đó là đến giai đoạn tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì lại rất là nóng nhiệt, kèm theo cả mưa lớn. Nhưng cái hiện tượng của năm nay có thể nói là tính thủy tăng cao, đó là lũ lụt trên diện rộng trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam, sóng thần cùng với những cái thiên tai liên quan đến lũ lụt là hoành hành. Thì giai đoạn của Việt Nam là giai đoạn từ tháng 7 âm lịch trải dài đến tháng 11 âm lịch là chúng ta phải đối đầu liên tục các cái trận mưa lớn. Rồi thì cái giai đoạn của đầu năm thì vừa là thời tiết hàn lạnh nhưng lại trải dài theo nắng, quá nóng nó lại cũng khiến đến hiện tượng là hạn hán xảy ra. Tuy nhiên hạn hán thì chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Năm 2020 là năm của lũ lụt cho nên chúng ta phải phòng chống lũ lụt, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Bắc Trung Bộ, miền Trung Nam Bộ năm nay là đề cao cảnh giác tuyệt đối về vấn đề phòng chống lũ lụt. Ngoài ra chúng ta cần chú ý là vấn đề cháy nổ thì chủ yếu vào giai đoạn khô hanh từ tháng 7 âm lịch cho đến tháng 9 âm lịch là chúng ta phải rất chú ý vì thời tiết rất khô hanh dẫn đến dễ dàng để xảy ra các cái hiện tượng cháy nổ. Đồng thời là các gia đình nên xem xét lại hết tất cả các cái thiết bị điện của gia đình. Nếu bằng những cái thiết bị mà nó không chuẩn chỉ, nó sẽ rất dễ làm nguy cơ cháy nổ cao thì chúng ta cần phải đề phòng trước. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì chuyên gia có thể gửi một vài lời chúc tới quý vị khán giả đang xem truyền hình ạ.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, Song Hà xin kính chúc tất cả các quý vị xem truyền hình, đặc biệt là VTC14, cũng như là các bạn xem truyền hình trên cả nước, một lời chúc đầu năm mới vạn sự như ý, vạn sự cát tường, kim ngọc tài mãn đường, mà phúc lộc thọ, khang ninh đáo gia. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có cuộc trò chuyện cũng như là chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúc chị trong năm mới sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, Tết là quãng thời gian tụ họp bên gia đình, bên những người thân yêu, cũng là lúc mọi vòng quay của cuộc sống dường như dừng lại, nhường chỗ cho tình cảm gia đình. Và đối với những người con xa quê hương đất nước, mưu sinh nơi xứ người, thì Tết cổ truyền được về với quê hương chính là thời điểm thiêng liêng và hạnh phúc nhất. Với nhiều người, chi phí về nước có khi còn nhiều hơn số tiền dành dụm vài năm làm việc xứ người. Nhưng họ vẫn chấp nhận bởi họ muốn đặt chân về miền đất mẹ, nơi họ được sinh ra và nơi lưu giữ bao nhiêu ký ức của tuổi thơ. Trong tối nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một không khí rất đầm ấm của một gia đình, nơi có những người con đi làm ăn xa quê trở về Tết đầm ấm bên gia đình. Năm nay, vợ chồng nghệ sĩ Hồ Khắc Chí và Hoàng Ngọc Bích về Việt Nam ăn Tết sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Canada. Với anh chị, bữa cơm ngày Tết được quây quần bên những người thân yêu là khoảng thời gian quý giá nhất sau nhiều năm bôn ba xứ người. Bánh chưng, canh măng hay những món ăn của ngày Tết cổ truyền luôn khiến anh chị nhớ về những ngày còn ở Việt Nam. Vào dịp Tết thì bản thân tôi cũng vẫn cố gắng làm những cái món mà cổ truyền của Việt Nam. Tuy rằng không thể nào đầy đủ như ở Việt Nam mình đâu, nhưng mà mình vẫn làm được những món măng, rồi cũng có bánh chưng, làm nem, hoặc là ở trong Nam mình gọi là chả giò. Vốn được sinh ra trong gia đình truyền thống ở Hà Nội, vì vậy trong ngày Tết, cả gia đình gồm nhiều thế hệ của anh chị vẫn giữ nguyên những phong tục cổ truyền. Bao nhiêu ngày xa quê là bấy nhiêu ngày anh chị luôn nhớ về quê hương. Vì thế, dù lịch biểu diễn ở Canada và các nước bận rộn, nhưng anh chị vẫn cố gắng để về Việt Nam vào dịp Tết để thắp một nén nhang cho tổ tiên. Ở Canada thì khi mà những cái dịp Tết đến xuân về như thế này thì những cái dịp mà không về được thì chúng tôi rất là nhớ nhà. Đấy, vẫn hướng về quê hương, rồi tụ tập nhau để mà hướng về quê hương. Đấy, và những cái dịp mà năm nay thì lại rất may mắn là đoàn tụ gia đình, đấy, có đầy đủ gia đình, ông bà, rồi bố mẹ, các cháu, các chắt nữa. Đó là một cái gọi là Tết đoàn viên, là một cái ý nghĩa rất là nhân văn của cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Năm nay đối với tôi nó lại là có một cái đặc biệt, là vì các cháu nó cũng ở thành phố Canada, ở Vancouver, mà nó về đây nó ăn Tết với chúng tôi thì các cô các chú thử nghĩ xem, rất mừng. Bởi vì điều đó là điều mà hiếm có lắm đấy. Năm nay cũng rất là mong này, tất cả mọi người và các anh các chị đều được mạnh khỏe, vui vẻ, sum vầy và gia đình được đầm ấm. Sau những bữa cơm đầu năm đầm ấm cùng gia đình, anh chị lại tranh thủ đi vãn cảnh Tết và đặc biệt đi lễ chùa để cầu mong một năm mới may mắn và thuận lợi. Thắp một nén nhang, cầu nguyện những điều tốt đẹp đầu năm mới. Và rồi ngày mai, dù lại phải xa quê hương hàng nghìn cây số, thì với anh chị, phong tục Tết của người Việt vẫn luôn được khắc cốt ghi tâm, giống như lời bài hát của chị, chẳng đâu nhớ bằng quê hương, chẳng đâu nghĩa nặng tình sâu bằng làng quê xứ sở, chẳng nơi nào đẹp hơn quê mẹ Tết xưa.